Ở đây các bác nhá, ngày hôm nay thì tiện thể nhà thờ họ có việc nên em test luôn cho tất cả các bác cái con đẩy công suất T2280 của GM Audio. Còn đấy là 800W một kênh. Đấy, các bác nhìn này, kia là một cặp súp 4 một cặp 40 và một con súp kép 50. Và bên đây là một đôi 40 và một súp kép 50. Thì hiện tại cái này thì em chơi thực ra là cũng không được chuyên nghiệp lắm, tại vì là em đang gọi là công việc gia đình nên là tiện thể để đây cho các bác xem. Tức là một con đẩy công suất T2 280 này đánh một cặp 40, con này một cặp 40, và riêng thằng 280 này thì chơi một cặp súp kép 50. Thực sự quá là bất ngờ với cái dòng đẩy công suất GM Audio, tại vì là các bác biết là trong một cái thằng nhà thờ họ thì họ hát từ hôm kia hát dền luôn các bác, vì là cả một họ rất là đông, hát liên tục thay ca nhau hát luôn ấy, là nó đánh bền bỉ luôn từ tầm 2 giờ chiều đến tầm 6 giờ chiều, xong nó là 7 rưỡi cho đến 10 giờ đêm liên tục trong vòng 2 ngày rồi, mà cực kỳ là khỏe. Và em đã ngồi kiểm tra rất là kỹ, ngồi là sờ là không thấy có hiện tượng là nóng các bác nhé, nó chỉ hơi ấm ấm thôi. Đấy, tất cả các đồ đây, thực ra những đồ như thế này thì thiếu cái bàn mixer nữa và cái tủ hộp nữa là nó là ngon ngay các bác nhé, thực sự luôn các bác. Và con này nói chung là cực kỳ khỏe, một chơi một đôi súp kép 50. Và với những dòng mic của D-Mix này thì phải thực sự luôn là phải trải nghiệm dài dền thì mình mới phát hiện ra được là cái mic D-Mix này nó ăn pin cực kỳ ít luôn, tức là nói nôm na là nó ngửi pin luôn các bác nhá. Đấy, vì là hát liên tục mấy ngày mà 2 ngày liên tục mà hôm nay mới phải thay pin này, mua đang mua sư cua các bác nhá. Còn với thằng đẩy công suất này thì nó đánh bền, đánh dền từ 2 ngày nay mà không có hiện tượng gì cả. Và nói chung là nó đáp ứng quá khỏe luôn các bác. Một con đẩy công suất 800W trên một kênh mà hai kênh mà chơi một cặp súp kép 50. Súp kép 50 thì đương nhiên trở kháng nó sẽ là 4 ohm. Ở 1000W thì đương nhiên đẩy lên là 800W thì ở 4 ohm nó sẽ lên tầm 1300, nó vẫn dư công suất, đánh thoải mái, bền bỉ, đánh dền cho tất cả các bác luôn. Đấy. Và cái bộ này thì cũng cho mình là quản lý nguồn của DE Autotech các bác nhá. Đấy. Các bác nhìn này, ba con đẩy công suất mỗi kênh là 800W, một con vang X5, một bộ mic D-Mix và một quản lý nguồn. Thế là các bác có đủ để làm sầu to luôn nhá. Tôi nói thực sự các bác luôn, hát hay luôn, to luôn, căn chỉnh tuyệt vời luôn. Đấy, người ta khen rất là nhiều luôn các bác. Đấy, xin chào các bác nhé.